Phương Mai, Chiếc Xe Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, cây giảo nhung của vườn nhà em nó nở đây cả nhà. Phải nói là nó rực trời luôn ha. Cái này là do em cắt lấy bo sau rồi em lãi lá cho nó nở. Nụ thì nó chưa có già đâu, nhưng mà nó vẫn ra những cái bông rất là to cả nhà. To ơi là to, to bự chà bá luôn. Nó, và đặc biệt là em thấy một cái đặc trưng ở giảo nhung nữa là nó thơm dữ lắm luôn cả nhà. Nó thơm ơi là thơm luôn. Em đang bịt khẩu trang mà còn nghe cái mùi thơm của mai á. Đó, cả nhà nhìn bông nè, đó, dễ nhung bông to, to đùng luôn nha. Bây giờ em quay đang trong buổi trưa cho nên là hoa nó không được tươi lắm nha cả nhà. Đó, đây nè, trời ơi coi nè. Đó, cả nhà nhìn nè, bông chùm mà hả, tôi nói nó thơm phức luôn mà bông bành 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 không ha. Đó, đây chính là hoa của dễ nhung nha. Đó, dễ nhung cả nhà. Rồi, bây giờ thì bên vườn mai nhà em sẽ có nhân một số giống. Đó, từ cái cây bự này em sẽ rép ra cái cây nhỏ ha. Cây nhỏ thì... với giá cũng rất là hữu nghị, thì có 100 ngàn một cây thôi cả nhà. Chỉ có 100 ngàn một cây thôi. Bây giờ bên em sẽ giới thiệu cho chúng ta nha. Nó trụ ha coi nè. Đây cả nhà, đây chính là giống giảo nhung bên vườn mai nhà em nha. Đó, đây. Thì cắt từ cái cây bự đó thì tụi em nhân rắm ra cái cây nhỏ. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu giao lưu với chúng ta nha. Cây này, cái lô này đặc trưng của nó là cái củ nở cả nhà. Củ to ha. Đó, chiều cao của nó thì 35cm đi lên. Đó, cây như thế này. Giá là 100 ngàn một cây nha cả nhà. Nếu chúng ta lấy 4 cây thì bên em bao ship, và 10 cây thì bên em sẽ tặng một. Đây cả nhà nhìn nè. Đó, số lượng của em thì còn chắc khoảng dài trăm cây á cả nhà. Loại này về lấy bao vô tư nha. Thì cũng có một số cây nó có nụ á, lúc nhỏ thôi à. Cái nụ kim à. Về thì Tết năm nay cũng cho được một ít hoa ha. Ta từ 35, 40, 45 cũng có cả nhà. Nó cây này về lấy bo vô tư luôn nha. Lấy bo nhóc luôn á, nhóc bo hết trơn luôn nha. Đó, đây. Nè, trời ơi cây này cả nhà nhìn nè. Rất là đẹp nha. Củ to như thế này. Giá có 100 ngàn một cây nha cả nhà. Nếu chúng ta lấy 4 cây thì bên em bao ship, và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Đó, đây, đa số là những cái lô này em thấy cái củ nè. Nó cái củ á cả nhà. Nó rất là to nha. Một gang, hai gang tay của em nha. 35-40cm nha cả nhà. Loại này có một số nó đang tạo nụ kim rồi nè. Đó ha. Nên là Tết nay thì chúng nó cũng có một ít hoa cho chúng ta chơi nha. Đó, đây cũng như thế này đây. Rồi, giá chỉ có 100 ngàn một cây thôi nha. 4 cây bên em bao ship, và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Đó. À, cái này gọi là giảo nhung thơm nha. Đó, giảo nhung thơm. Phải nói là thơm nức mũi luôn. Và hoa của nó thì phải nói chùm 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 luôn cả nhà. Đây nè, hoa bự chà bá không ha. Đó, cái cây bự của vườn nhà em đây. Đó, rồi ai thích cái loại giảo nhung thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Trời ơi, có hoa nè. Bự chà bá mà nó thơm, quá trời thơm luôn á cả nhà. Đó, rồi, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai nhà em nha cả nhà.